we forget that we have our Australian guests today. So what I've just said before is that we are going to have the national anthems of Australia and former Republic of Vietnam, followed by the minute of silence. And then after that, I'll go through the proceedings, today's proceedings with you. Lễ chào quốc kỳ Úc Việt bắt đầu. Cộng dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sống và phải tên làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay vời trên cơn gió. A minute of silence to commemorate our ancestors, heroes and heroines who sacrificed their lives for our countries. A minute of silence to commemorate Australian and Allied soldiers. A minute of silence to commemorate the Republic of Vietnamese soldiers who sacrificed their lives to defend the freedom of South Vietnam. A minute of silence to commemorate the hundreds of thousands of innocent lives who died in the search of freedom when escaping the brutal communist regime. A minute of silence to commemorate human rights activists who are currently imprisoned by the Vietnamese communists. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, các anh hùng, tử sĩ đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong cuộc bảo vệ tự do của miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng ngàn đồng bào kém may mắn đã hy sinh trên con đường vượt biên chạy thoát chế độ cộng sản phi nhân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nhà đấu tranh dân chủ đã hy sinh hay đang bị giam cầm trong các trại tù của cộng sản Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu.
mời quý cô về chỗ ngồi. And please remain standing for the ancestral ceremony. Phương Quý xin kính mời ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu, ông Nguyễn Văn Bon, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Ban Đại diện Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria và giáo sư Nguyễn, giáo sư Stephen Young lên làm lễ cáo tổ. Và hôm nay, giáo sư Stephen Young, một người rất liên thông về vấn đề. Xin quý vị chúng ta làm ơn đứng dùng. Ông đã từng phục vụ tại Việt Nam từ năm 1968 đến năm 1971 và sau đó dạy tại viện đại học Harvard và một số viện đại học khác. Ông hôm nay sẽ tới với cộng đồng của chúng ta để nói về tình hình Việt Nam bằng tiếng Việt. Cái chương trình phát thanh. Cảm ơn tất cả quý vị. Làm ơn chúng ta có xin mời quý vị an toàn. Please be seated. Xin cảm ơn hội phụ nữ và các bạn trẻ đã tôi giúp hát phần quốc ca một phút bằng điện tốt đấy. Kính thưa quý vị, phương vị hôm nay xin giữ vai trò điều viên giới thiệu chương trình cho buổi nói chuyện của giáo sư Stephen Young ngày hôm nay. Trước hết, phương vị xin được đi qua phần chào mừng quan khách. Sau đó chúng ta sẽ mời ông Chủ tịch Cộng đồng Liên bang nói về mục đích của buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng như giới thiệu tiểu sử của giáo sư Stephen Young. Sau đó chúng ta sẽ có phần đặt câu hỏi và trả lời với giáo sư. Sau đó chúng ta sẽ có một vài tiết mục văn nghệ trước khi chúng ta nghỉ giải lao ăn tối. Và sau đó 7:30 chúng ta sẽ có phần nói chuyện bằng tiếng Anh của giáo sư với một số các bạn trẻ trong cộng đồng của chúng ta. I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we are gathering here today and pay my respect to their elders past and present. Welcome, giáo sư Stephen Young. Xin giáo sư đứng lên chào mọi người. Giáo sư biết là người Úc gốc Việt ở Melbourne lúc nào cũng rất là hiếu khách, cho nên là từ sáng sớm đã đón giáo sư đến, đưa giáo sư về khách sạn để giáo sư ngủ 2 tiếng, rồi đưa giáo sư về đây để mà hôm giáo sư được tỉnh táo và chia sẻ với đồng bào người Việt tại tiểu bang Victoria ngày hôm nay. Cùng với hiện diện với giáo sư ngày hôm nay, chúng ta có 2 người bạn trước khi Phương Vĩ giới thiệu ông Chủ tịch Cộng đồng Liên bang của giáo sư, đó là thượng nghị sĩ Jim Short và bạn của giáo sư là ông Jim Little. I just want to say a little bit about Jim Little and thượng nghị sĩ Jim Short. Phương Vĩ xin được nói thêm một chút xíu về thượng nghị sĩ Jim Short. Chúng ta ở đây ai cũng biết là yes, that's right. But short by the Australian standard, Jim. If you look at our president, that's what we call short. You're not short. That's not short. That's right. Well, that's universal, Jim. That is universal. Sorry, Mr. President. You know, you can't be able to kind of take a bit of a thing out of us. Phương Vĩ muốn xin muốn nói một chút xíu về thượng nghị sĩ Jim Short. Chúng ta nhìn lên bức tượng ở trên đây, chúng ta thấy cố thủ tướng Malcolm Fraser và thượng nghị sĩ Jim Short đã từng làm trong chính phủ của cố thủ tướng Malcolm Fraser. I just want you to know, Jim, that how much Mr. Fraser meant to the Vietnamese community and the relentless effort your government or your ministerialship and others like Ian McPhee and Michael McKellar and many other ministers and bureaucrats who have really helped make the Vietnamese refugee issue a bipartisan issue.
It isn't easy, it wasn't easy, and you can see right now how difficult it is for both sides. Politics are on the race to the bottom as far as the asylum seekers and refugees are concerned. So for that, we thank you. It wasn't easy, but history is there, and we know how hard you worked and how hard Mr. Fraser and his cabinet worked on our behalf. And that is why there are more thousands of us here today, that we are able to live and enjoy the democratic life that we can, and that we want the Vietnamese people in Vietnam to enjoy exactly the same thing. Xin được giới thiệu quan khách của cộng đồng chúng ta. Trước hết, chuẩn bị xin kính chào ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, ông Nguyễn Văn Bon. Xin mời quý khách nhé. Xin kính chào ông Nguyễn Thế Phong, đại diện cho ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria hôm nay, cũng như đại diện cho cộng đồng người Việt tự do. Kính chào ông Hoàng Trinh Đan, chủ tịch hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tất cả quý vị cựu quân nhân, quý vị gia chủ và quý vị chủ tịch hội RSL. Xin kính chào ông Huỳnh Quang Minh, ông Châu Hoàn Vũ, ông Trần Khánh Du và ông Đỗ Tiến Nhã, đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo đến tham dự chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa xin trân trọng kính chào cũng như chào đón tất cả quý vị giới truyền thông báo chí, quý vị quan khách và tất cả toàn thể đồng bào ngày hôm nay. Đặc biệt, Phụ Vĩ cũng xin được gửi lời kính chào đến những quý vị đã từng làm việc hay hỗ trợ cho giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và là giáo sư Stephen Zhang đã có một thời gian làm việc cùng. Đặc biệt, Phụ Vĩ xin ghi nhận sự hiện diện của Liên minh Dân Chủ ông Nguyễn Thế Thái. Phần kế tiếp, Phụ Vĩ xin được kính mời ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu đến có đôi lời đến đồng bào cũng như giới thiệu tiểu sử của giáo sư Stephen Zhang. We have our two special guests here today. So the next part is to introduce our president of the Vietnamese community in Australia, to say a few words to welcome everyone here today, and to introduce the professor. Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đồng thể các cơ quan truyền thông. Kính thưa Professor Stephen Zhang, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể đồng bào. Normally, in the normal circumstances, when an American appearance person or an Australian appearance person come up here and say, kính thưa quý vị, and then they get a huge, you know, a hand of applause. But when I try that in English, I got nothing. So, ladies and gentlemen, normally, start with a little bit of a joke before we start. As you can see, our first forum here is actually with the older generation. We have generation one and generation one and a half. We are from Island View. That generation belongs to one and a half, and we have generation two. Each of that generation one, we have the barrier of English. In generation one and a half, we have problem with both English and Vietnamese. Generation two, we do have the challenges of speaking in Vietnamese. So, but we do have things in common. And those, we are Australians with Vietnamese heritage. And this is our country now today, ladies and gentlemen. I do have another jacket, I'm not sure whether it's live. During the week, I read an email that forwarded to me that there was an interview between a Vietcong veteran, and he was a pilot, and his plane was shot down 82 times, but he said that after inspection it was recorded about 84 times, but he was, you know, skilled enough to cover his hands where the bullet hole was and landed safely. So I'm not too sure whether it was that's a joke or that's a talented from a former Vietnamese current regime to the rest of the world. So,
Kính thưa quý vị, có lẽ tôi xin chia sẻ chút xíu về cái việc thì thông thường thì tôi có một vài cái chuyện nói để chia sẻ trước khi tôi bắt đầu. Thì trong tuần tôi có đọc một cái tờ báo, cái email mà gửi phỏng vấn một cái vị cụ không quân phi công của cộng sản. Thì ông này có trả lời đó là ôi, cái máy bay của tôi đã bị bắn 82 lần, nhưng mà sau khi mà kiểm duyệt lại đó thì hình như là 84 lần, nhưng mà tôi đã lấy cái tay tôi để mà tôi bịt cái lỗ đó, cái lỗ súng đạn đó, và tôi cho máy bay đầu một cách rất là an toàn, kính thưa quý vị. Cho nên không biết cái câu chuyện này nó cười được không, kính thưa quý vị, tôi không rõ. Kính thưa quý vị, with your permission, without this new guest here, before I start, can I just say something? Mr. Jim Short, of course, he actually, under the Bevel Fraser government, receiving all of us, the Vietnamese community, in Australia here. Not only that, but when there was a international committee for a free Vietnam, he was a member of. And to my surprise, I thought at first I have a lot of respect for Professor Nguyễn Ngọc Huy, and I found out about Professor Young, and then I found out right in our land here in Australia, we have a few members, parliament members, that actually concerns about Vietnams and want Vietnam to move down into a democratic pathway. Ladies and gentlemen, Mr. Jim Short, can I present to you, Mr. Jim Short, can I, with a token of appreciation, that he has been helping the Vietnamese community for over the years. Thank you very much indeed for this and for your very kind words. But it's more importantly for me, it's a really great pleasure and an honour to be join you here again in this wonderful facility of the Vietnamese community here in Victoria. I've been here quite a few times, but I am getting old, like some of the rest of you. It's a long time now since I left politics as a senator in 1997, 20 years ago, but one of the fondest memories I have had and most treasured memories I've had in my political life and since has been the association I've had with the Vietnamese community here, the Vietnamese of the Australians of Vietnamese heritage, and I hope you'll be kind enough to ask me along to some of your other gatherings over the years. Thank you, and all the very best. Congratulations on what your community has achieved here in Victoria, in particular for me as a Victorian, but for Australia as a whole. You've been wonderful additions to the Australian multicultural team, and more power to your arm as the years go on. Thank you very much. With that, our distinguished guest, can I please have your permission so that I can speak in Vietnamese from now on? Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay chúng tôi nhận thấy đương nhiên là bà chủ tịch của cộng đồng người tự do Victoria, và toàn thể quý vị ngày hôm nay chúng tôi nhận thấy đó là trong khán giả của chúng ta, tức là cử tọa có rất nhiều quý vị tôi cho rằng là bậc thầy của chúng tôi. Đương nhiên nếu mà cái sự hỗ trợ này mà dồn cho ban chấp hành hiện thời, đó là một cái sức mạnh vô biên, thưa quý vị. Tôi sẽ không có múa rìu qua mắt thợ, tức là sẽ nói về những cái việc mà giáo sư Stephen Young đã làm trước đây. Nhưng chúng tôi xin chia sẻ như thế này. Khi giáo sư Stephen Young có nhiều đóng góp ở tại Việt Nam, thì lúc đó tôi chưa có sinh ra. Đó là từ năm 68 cho đến năm 71, kính thưa quý vị. Và sau này, khi giáo sư Stephen Young làm việc chung với lại giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và đã muốn đưa cái Việt Nam đi đến cái tự do dân chủ, cái việc làm cũng giống như là cái ý định của giáo sư
và một cái vị thân phụ của giáo sư muốn hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, nó rất là hẳn hoi, kính thưa quý vị. Thì là một cái người trẻ sinh ra đã muộn, tôi rất là thán phục những công việc làm đó. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta là người Việt Nam muốn đi dẫn đầu với lời chánh giới dùng tiếng Anh, thì quý vị thấy cái nhu cầu đó là tại vì chúng ta sống ở xứ sở này, chúng ta cần phải học tiếng Anh. Còn giáo sư không có cái nhu cầu phải học tiếng Việt, nhưng ông đã hiểu được, học hiểu được tiếng Việt, mà còn am hiểu luôn cả văn hóa của Việt Nam, mà còn hiểu được ngay cả cái chính trường, ngay chính trị Việt Nam và chính trị thế giới được, kính thưa quý vị. Và đặc biệt là muốn Việt Nam đi đến tự do và chân chủ, thì tôi rất thán phục. Tôi có bàn với lại một số anh chị em trong ban chấp hành trong một cái chuyến đi qua Hoa Kỳ, tôi có liên lạc được với giáo sư Stephen Young và thư chuyện với ông. Ông rất bận rộn và mãi cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi mới mời được ông đến Nút Châu. Ông hiện mặc dù đến đây, kính thưa quý vị, tôi xin kể rằng nó như thế này, đó là ông mặc dù đến đây với cộng đồng của chúng ta, nhưng ông đang giảng dạy ở trường ở Bangkok và có rất là nhiều buổi họp ở bên đó. Thì ông nhín ra một số giờ để mà bay qua bên nước Úc này. Ông mới vừa xuống máy bay hồi sáng 11 giờ sáng nay ở tại phi trường mà Melbourne của chúng ta, kính thưa quý vị. Chẳng những như vậy mà ngày hôm qua trước khi ông lên máy bay, tôi gọi điện thoại để chúc ông một chuyến đi bình an. Thì lúc đó ông còn giảng dạy trong lớp, còn giảng dạy trong lớp. Ông gửi cho tôi cái message: tôi đang còn giảng ở trong lớp đó. Cho nên ông không bắt được điện thoại. Khi ông lên taxi, xe taxi, thì ông gọi điện thoại, ông nói là tôi đang trên đường từ xe taxi đi đến phi trường, kính thưa quý vị. Đây là cái lòng, những cái câu chuyện tôi kể là cái lòng mà ông dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta, không phải Úc Châu không đâu, mà tôi nghĩ rằng ở khắp nơi trên thế giới này, kính thưa quý vị. Cho nên tôi nghĩ cái sự hiểu biết của ông, cái công việc làm của ông trong quá khứ nó có rất là nhiều những cái kinh nghiệm đó, thì có lẽ người Việt đồng bào chúng ta hơn ai hết muốn Việt Nam có được tự do dân chủ. Chúng ta đã làm, chúng ta làm rất nhiều, chúng ta biểu tình, chúng ta vận động thế giới, chúng ta làm rất nhiều. Nhưng có lẽ đây là cái lúc mà chúng ta ngồi lại nhận cái sự chia sẻ của giáo sư Stephen Young, và chúng ta rút tỉa cho chúng ta một cái kinh nghiệm, và chúng ta hoạch định cho chúng ta một cái đường hướng để chúng ta tiếp tục làm, để chúng ta làm tròn cái bổn phận của chúng ta, hai cái bổn phận của chúng ta. Thứ nhất là đối với người Úc, cái thứ hai là cái bổn phận thiêng liêng là người Việt Nam. Cho nên trong tinh thần đó, chúng tôi xin trân trọng chào đón giáo sư Stephen Young đến từ Mỹ. Nguyễn Văn Bon nói vậy, Phùng Vĩ nói là lúc nãy mà Phùng Vĩ từ ở ngoài phi trường đón giáo sư về khách sạn, đưa giáo sư đến khách sạn để cho giáo sư có 2 giờ nghỉ ngơi, so với lại những cái gì mà giáo sư hỗ trợ cho người Việt và quê hương Việt Nam, thì đó là còn không tính được vào cái hạt cát dưới Biển Đông nữa. Xin giáo sư ghi nhận cho cái sự so sánh của Phùng Vĩ. It was only meant to be a joke, but I just want to make sure it's all clear. Phùng Vĩ xin giới thiệu ông Nguyễn Thế Thái, đại diện Liên minh Dân chủ Victoria, nên có đôi lời giới thiệu về tiểu sử của giáo sư Stephen Young. Dạ, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, các đoàn thể, kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa giáo sư Stephen Young. Giáo sư Stephen Young sinh năm 1945 tại Hoa Thượng Bắc, và ông có người vợ Việt Nam là bà Phan Thị Hoa. Năm 1966, ông là người khám phá ra di tích lịch sử Hai Ban Chai ở Thái Lan, và di tích này được UNESCO công nhận là di tích của thế giới. Năm 1967, ông tốt nghiệp Đại học Harvard. Năm 1974, ông tốt nghiệp Đại học Luật khoa cũng tại trường này. Năm 67 cho tới năm 71,
ông phục vụ tại Việt Nam và tổ chức phát triển quốc tế của Hoa Kỳ. Năm 1978 cho tới năm 1980, ông là phụ tá khoa trưởng Đại học Harvard. Từ năm 1981 cho tới 87, ông là khoa trưởng và cũng là giáo sư được khoa tại trường Đại học Hamline ở Minnesota. Chúng tôi có một bản tiểu sử của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy rất là chi tiết, in bằng tiếng Anh để ở ngoài bàn tiếp tay. Nếu quý vị muốn biết thêm nhiều chi tiết, xin lấy bản tiểu sử đó. Ngày hôm nay chúng tôi không dám mất nhiều thời giờ để nói về tiểu sử thật là dài và thật là đóng góp tích cực của giáo sư Sipanjan. Chúng tôi chỉ xin tóm lược một số điểm quan trọng đối với Việt Nam, cái sự đóng góp của giáo sư Sipanjan. Điểm thứ nhất, năm 1975, lúc mà chúng ta mất nước, trước đó một tháng là giáo sư biết là miền Nam không thể giữ nổi. Giáo sư cùng ba người bạn trẻ có vợ Việt Nam tích cực đi vận động chính giới Hoa Kỳ để nhận người Việt Nam vào Hoa Kỳ, và ông đã thành công. Do đó có 150.000 người Việt Nam. Đó là việc làm vô cùng khó khăn, là tại vì lúc đó chính phủ Hoa Kỳ không có một cái chương trình dự định gì để làm việc đó. Việc thứ hai, sau năm 1975, ông cộng tác chặt chẽ với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, là người nhân vật số 1 của Đảng Tân Đại Việt Việt Nam, và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng là người thành lập ra Liên minh Dân chủ Việt Nam của chúng tôi. Giáo sư cùng một người nữa, ba người, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, giáo sư Stephen Young và ông Paul Van Kerkhoven thành lập Ủy ban Quốc tế yểm trợ cho Việt Nam tự do, được thành lập năm 1984 tại thủ đô Brussels ở Bỉ. Đến năm 1986 thì Ủy ban Quốc tế được ra đời ở tại Vương quốc Bỉ. Vì sao giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và giáo sư Stephen Young và những người khác chủ trương thành lập Ủy ban Quốc tế ở tại thủ đô của Âu Châu là Vương quốc Bỉ? Vì đó là nơi quyết định chính trị của Âu Châu. Làm việc đó trước, sau đó thì mới tới ra mắt Ủy ban Quốc tế ở tại Canada, rồi mới ra mắt Ủy ban Quốc tế ở tại Mỹ, rồi mới ra mắt Ủy ban Quốc tế năm 1992 ở tại Úc của mình, mà giáo sư Stephen Young đã bay từ Mỹ qua cùng ông Jim Short, Philip Ruddock và Ted Grass, là ba vị đồng chủ tịch của Úc. Và lúc đó anh em chúng tôi đã dẫn động được đồng bào đi lên Canada để tham dự bữa đó, với sự đóng góp của nhiều người. Trong đây chúng tôi có anh Thái Văn Nga là người đóng góp cũng rất là tích cực, bác Trần Văn Quảng và một số những anh em khác, có anh Cao nữa. Anh Cao ngày hôm nay có tới ngồi đây. Đó là việc làm thứ hai, Ủy ban Quốc tế yểm trợ cho Việt Nam tự do được thành lập khắp cả thế giới, mà sự đóng góp rất là tích cực của giáo sư Stephen Young. Việc làm thứ ba không kém quan trọng, đó là hội nghị bàn tròn tại Bangkok. Giáo sư nhớ, năm 1986, giáo sư tổ chức cùng với lại giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ở tại Bangkok một hội nghị bàn tròn quốc tế quy tụ các quốc gia Đông Nam Á, có Nhật Bản, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, kháng chiến Lào, gồm những quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Để làm gì? Để hoạch định ra một chương trình và yêu cầu các quốc gia Đông Nam Á, yêu cầu Mỹ phải có thái độ tích cực để giải quyết vấn đề Campuchia, để giải quyết vấn đề Đông Nam Á, để đẩy Liên Xô ra khỏi Đông Nam Á. Vì lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam
hợp tác chặt chẽ với lại Liên Xô để khống chế cả vùng Đông Nam Á. Đó là việc làm thứ ba rất là quan trọng. Điều đó nó dẫn tới từ một cái hội nghị bàn tròn nhỏ như vậy tổ chức tại Bangkok dẫn tới cái cuộc bầu cử tại Bangkok. Việt Nam Cộng sản rút quân ra khỏi Bangkok. À, đó là ba việc làm theo thời gian. Sau khi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy mất, ông Stephen Young không bỏ cuộc, ông vẫn tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam. Nhân vật thứ hai của Đảng Tân Đại Việt là giáo sư Nguyễn Đình Huy. Sau 17 năm tù, vừa ra khỏi tù thì một kế hoạch của giáo sư Nguyễn Đình Huy là tổ chức phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ tại Việt Nam, và tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tại Việt Nam chỉ thông báo cho nhà Cộng sản Việt Nam biết là chúng tôi tổ chức buổi hội thảo đó chứ không xin phép. Và buổi hội thảo đó đã được sự yểm trợ rất là mạnh mẽ của tất cả quỹ ban quốc tế yểm trợ Việt Nam toàn thế giới. Nhưng tất cả công lao đó, tiếc rằng ông Lê Đức Anh đã nhận chỉ thị của Trung Quốc và Nhật Bản. Tới ngày hôm nay, những điều mà phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ đòi hỏi vẫn chưa đạt được sau 25 năm. Chưa hết, còn một việc nữa là giáo sư Stephen Young đã bỏ thì giờ ra làm 6 cái YouTube nói về lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh cho thế hệ thứ hai của chúng ta. Nếu quý vị có con em, chỉ cần vào YouTube đánh Professor Stephen Young thì nó sẽ ra một loạt những cái YouTube đó nói về lịch sử Việt Nam từ hồi xưa cho tới lúc hiện tại. Đó là một cái đóng góp về văn hóa rất là cần thiết, và cũng xin cảm ơn giáo sư Stephen Young. Đó là những đại cương, những điều giáo sư Stephen Young đã làm. Xin tường trình lại với tất cả đồng bào ở đây để chúng ta cùng cảm ơn giáo sư Stephen Young. Và ngày hôm nay cũng chưa chấm dứt, giáo sư Stephen Young còn lặn lội tới đây để nói chuyện với chúng ta. Xin cảm ơn giáo sư Stephen Young. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Thế Thái. Bây giờ chúng ta tới phần trình bày của giáo sư. Giáo sư, would you like to stand here or there? Hoàn cảnh gia đình, xin ngồi. À, vâng, ok. Sinh năm 1945. Ok, ngồi được. Dạ thưa, kính thưa quý vị, tôi ngồi đây nhé. Thì chưa nhất, xe của chị Phương Vi lái vô cái parking lot mới đây nè. Tôi nhớ là tôi đã đến đây mấy lần rồi. Hình như là lần đầu tiên là cái nhà này cộng đồng Việt Nam mới mua. Mà hồi đó không có đẹp gì hết. Hình như là cái floor là bằng xi măng á. Xi măng chỗ có gạch này, chỗ có bàn thờ, chỗ có gì hết. Nhưng mà có cái là rất là hay là đồ hàng á. Thì có mấy cái cuộc meeting ở đây thì mình sau đó mà ăn thì cười, tại vì có quý vị là đem tới, các chị, các cô, các bà đem tới thì rất là ngon. Và bây giờ tôi trở lại sau bao nhiêu năm, tôi thấy một cái bàn thờ rất là đẹp. Rồi tôi đoán là cái tinh thần của người con cháu Lạc Hồn vẫn cao. Tôi nghĩ rằng là nhất là quý vị cũng là bằng tuổi tôi chẳng hạn á, cũng lo ngại cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng lo. Thưa quý vị, thì